Đó, và mình mang xuống dưới nhà và mình đun nước này, và nó đã sôi sùng sụng rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra và xem IGBT nó có bị nóng hay không nhá. Mình nghĩ là IGBT sẽ bị nóng một chút đấy, nóng đấy. Tại vì hôm nay mình test một ít thì nó đã hơi ấm ấm rồi. Ồ, IGBT mát bình thường. Cái này nhắc nhạy được lâu đấy. IGBT bình thường á, không nóng. Nó cũng chỉ hơi ấm ấm một chút thôi. Ok. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ sửa nốt cái bếp từ Media mà hôm nọ mình mua nhé. Còn cái bếp Monsan này thì mình sửa được rồi. Hôm nay thì mình sẽ sửa nốt cái bếp Media này. Thì nó hơi bị bong cái bàn phím một chút. Và mình sẽ mang ra và sửa lại cái mảnh này nhé. Và đây là cái bếp Media mà mình mua này. Và lúc mua về thì mình thấy là IGBT nó đã bị tháo rồi này. Thì mình nghĩ là nó bị chết IGBT ấy. Tại vì cầu chì ở đây này, cầu chì ở đây đã bị đứt rồi này. Và người thợ trước người ta còn hàn cái dây đồng ở cái vỏ cầu chì này và nó đã bị đứt. Và cả thêm một cái dây chì nữa ở dưới này nữa. Và nó đã bị nổ ám khói ở đây luôn này. Đó. Và chứng tỏ là cái mạch này nó đã bị nổ tầm 3 lần rồi. Đó, và cái cuộn cảm này nó bằng dây nhôm các bạn. Đầu tiên thì mình cạo ở ở trên này thì nhìn nó lại ra dây đồng này. Nhìn rất là vàng dây đồng nhá, nhưng mà ở dưới này nó lại là dây nhôm này. Đấy. Lõi của nó sẽ là dây nhôm nhá. Thực tế là người ta mạ đồng thôi. Nếu mà các bạn cạo sơ qua ở đây thì nó sẽ là đồng. Còn cạo sâu trong nữa là nó sẽ là nhôm nhá. Và nó sẽ rất nhanh là bị nứt rồi. Đó, mình sẽ thay cái cuộn cảm ở đây nhá. Và cái quạt này nó đã bị chết rồi. Mình cấp điện thử thì nó đã chết rồi. Thì mình đoán là cái quạt này nó bị chết nên là cái con IGBT nó bị nóng quá nên là nó sẽ bị nổ nhá. Đó, mình thay quạt. Mình sẽ thay cái quạt này. Và mình không có cầu chì để thay nên là mình sẽ sử dụng một cái dây đồng 0.1 này. Và mình hàn hai đầu của nó vào và mình mài bớt cái dây đồng này đi. Để cho nó dễ nứt hơn thì nó sẽ tạo ra một cái cầu chì nhé. Cầu chì ở đây là 5A này thì mình sẽ mài nó thật là mỏng đi thì nó sẽ dễ nứt hơn. Nếu mà có chạm chập gì đấy thì nó sẽ bị nứt nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ thay cái cuộn cảm ở đây. Cuộn cảm này nó đã bị dỉ rồi này. Đây. Mình sẽ thay bằng một cái cuộn cảm mới này. Mình sẽ lắp ở đây nhá. Các bạn lắp chân nào cũng được. Chiều nào nó cũng giống nhau mà. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thay cuộn cảm này nhá. Đó, và mình đã thay cuộn cảm mới này. Và tiếp theo thì mình sẽ thấy là cái con VR501 này nó đã bị dỉ rồi này. Nhưng mà nó vẫn còn chạy tốt. Nhưng mà mình sẽ hàn chập con VR này vào nhá để cho nó ăn dòng nhỏ nhất. Cái mảnh này nó sử dụng cái con điện trở xăng to này này thì các bạn hàn chập VR được nhá. Còn nếu mà sử dụng vận CT thì phải tháo VR ra. Ở đây thì mình sẽ hàn nhập con này lại để cho nó ăn dòng nhỏ nhất.
Đó, mình đã hành cho mọi người nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hai con tụ này. Con tụ 5mm này. Đây, con tụ 5mm Crofara này. Và con tụ 0,3 microfarad này. Nếu mà nó bị hỏng thì cái con IGBT này rất dễ là bị chết. Nên là chúng ta sẽ phải tháo ra kiểm tra thử. Nhưng mà mình nghĩ là nó không bị chết đâu, tại vì cái quản này nó bị hỏng ấy. Nên là IGBT nó bị nóng quá nên là nó chết thôi. Và mình đã tháo hai con tụ này ra rồi này. Thì ở trên sẽ là con tụ 5mm này, ở dưới sẽ là con tụ 0,3mm nhé. Bây giờ thì mình sẽ đo ở thang đo đo tụ này và mình sẽ đo con 5mm này. Thì mình thấy nó khá là mới nên là chắc nó sẽ ổn thôi. Đó, 5mm đúng luôn này. Và tiếp theo là con tụ 0,3 microfarad này. Đó, 301 nanofarad. Vậy là tốt rồi nhé. Thì bây giờ chúng ta chỉ kiểm tra phần khối driver là ba con chan này thôi. Vậy là xong rồi nhé. Mình sẽ lại lắp lại con tủ này vào. Vậy theo mình đoán thì là chỉ lo quạt chết thôi. Thay IGBT mới là được. Thay quạt mới nữa. Giờ mình sẽ hàn hai con này vào này. Bạn hàn ngấu ngấu một chút để nó không bị bung ra. Nếu mà cái con tụ 0,3 mi này mà nó bung ra là chết công suất luôn. Con tụ 5 mi này bung ra thì có thể là một lúc sau nó mới chết, nhưng mà con tụ 0,3 tạo xung cộng hưởng cho mâm từ thì nếu mà nó chết thì làm IGBT cũng sẽ chết theo nhé. Tại vì áp cao nó sẽ đánh vào IGBT và nó sẽ chết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra khối driver này. Thì con IGBT này nó sẽ sử dụng điện nhở 10 ohm này và con DZ 18V để ghim áp 18V này và một con điện nhở xả 10K. Đây là con 102 này. Mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo con điện nhở 10K này. Thì nó được 9,4K thì vẫn ổn nhá. Còn con DZ thì mình sẽ chuyển sang đo diode này. Đo chiều ngược này. Chiều ngược 0,6 này. Chiều xuôi này. 0,6. À, con DZ này là nó ghim từ âm nguồn lên nên là nó sẽ là 0,6 nhé. Đó. Đây là con DZ này nó vẫn còn sống nhé. Còn con điện nhờ 10 ohm này thì mình sẽ đo chân nó ở đây này. Đấy, nó được 10 phẩy bóng nhỉ. Đây. Nó được 10,2 ohm, vậy là ổn rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra ba cái con nhan driver này. Thì đây, con này nó sẽ lượng đến điện áp dương ở đây này. Đấy nhá, đường điện áp dương nó sẽ đi vào đây, đi qua những con điện nhỏ 10 ohm này và nó đi vào nhân C
con tra này thì mình đoán đây là con S8050 này, và nhân âm này nó sẽ đi qua đây và đi vào nhân C, thì nhân âm vào nhân C thì mình đoán nó là con S8550, còn con này là S8050 đó, một con thuận một con ngược. Và một con đệm nữa thì nó cũng là con S8050 nhá. Bây giờ thì mình sẽ tháo ba con này ra và đo thử. Mình có đánh dấu ở đây rồi. Đây mình có đánh dấu mút xóa lên cái con này với lại dấu mút xóa ở đây, và một cái đường kẻ ở con chan này với đường kẻ ở đây. Còn con S8550 này thì mình không có dấu gì. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra đo thử nhé. Mình sẽ sử dụng thang đo diode này, và ở đây nó sẽ có con S8050 này, thì nhân B thì mình sẽ cho que đen vào này và que đỏ vào nhân C này, không lên này, que đỏ vào nhân E này, que đỏ vào nhân E thì nó không lên này. Tiếp theo chúng ta đảo que đo này, nhân đỏ và nhân B này lên này, 0,6 này, que đỏ và nhân que đen và nhân E này, 0,6. Vậy là con này còn sống nhá. Đó, và tiếp theo con ở trên này cũng tương tự nhá, thì nó là nhan ngưỡng mà, que đỏ và nhân B này 0,6 này, que đen và nhân E này 0,6, đảo ngược lại nó phải không lên nhá, không lên này, không lên. Vậy là hai con chan ngược này vẫn còn sống nhá. Còn con chan thuận này thì chúng ta sẽ để que đỏ và nhân B này, que đen chúng ta sẽ để vào nhân C này, không lên này, nhân E này không lên, đảo ngược lại thì nó sẽ lên nhé. Que đen và nhân B này, que đỏ và nhân C này lên này, que đỏ và nhân E này lên. Vậy là ba con nhà này vẫn còn sống này, thì mình sẽ lại hàn lại và mình sẽ lắp IGBT vào nhé. Mình sẽ hàn lại ba con nhà này, thì mạch driver ở mạch này vẫn còn sống nên là chắc nó chỉ hỏng ít thôi. Ok, và mình đã kiểm tra hết rồi, và những cái đường mạch này này thì mình đã nó bị xỉn nên là mình đã dùng dao dọc giấy này mình cạo hết đi, cạo hết cái đường mạch xanh đi, sau đó mình phủ thiếc vào này. Đấy, những cái đường trắng trắng này là đường mình tô thiếc vào này, thì nó sẽ không bị xỉn nữa, và mình cho thêm cả nhựa thông vào nên là nó sẽ tốt hơn nhé. Và những đường này mình tô lại hết thiếc rồi này. Bây giờ thì mình sẽ lắp nguồn vào, đo cái nguồn ra 18V và đường 5V xem nó có hay không nhé. Ok. Ok, và mình đã cắm xong cái phích cắm vào rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cắm phích cắm vào điện lưới qua một cái bóng đèn sợi nốt 75W này, mắc nối tiếp nhé. Để khi mà mạch có sự cố gì đấy thì nó sẽ không bị cháy nổ gì cả. Và cái bóng đèn này nó sẽ sáng lên. Bây giờ thì mình sẽ cắm nó nối tiếp qua cái bóng đèn sợi nốt này nhé. Đây, mình có cắm qua nối tiếp qua đây này. Đây, mình cắm ở đây nhá. Thì đồ mình chưa có nhiều nên là nó sẽ hơi lỉnh kỉnh một chút. Đấy, và nó đã vào điện rồi, chứng tỏ là nguồn xung nó không bị hỏng nhá.
Bây giờ thì mình sẽ đo cái điện áp ra cho các bạn xem này. Điện áp ra mình bật lên nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy âm nguồn ở đây này. Và mình sẽ đo điện áp lưới vào này. Nó được 320 330V này. DC nhá. Và điện áp 18V này. Nó là 18V9 này. Và điện áp 5V nhá. Điện áp 5V nó là 5V1 này. Vậy là được rồi nhá. Bây giờ chỉ còn lắp IGBT vào thôi là chúng ta có thể chạy rồi nhá. Và cái quạt này nó đã bị hỏng rồi nên là mình sẽ thay bằng một cái quạt mới thì nó sẽ làm mát cho IGBT nhé. Bây giờ thì mình sẽ lắp IGBT. Ok các bạn, và mình đã edit đến đoạn này thì mình phát hiện ra là video của mình nó mất tiếng các bạn ạ. Và mình nói ở trên cái app edit video ấy thì mình sẽ chọn một cái con IGBT là con H20R120 1203 thì mình mới mua nó cách đây có vài tiếng thôi. Mình đặt cái shop giá máy thì video về cái con IGBT này thì mình sẽ đăng sau nhá. Còn cái con IGBT này mình sẽ lắp vào mạch và test thử xem là nó có hoạt động bình thường hay không. Thì mình chọn ra một cái con IGBT nó cảm giác nó tốt nhất và mình đo nhân CE thì nó không bị chập gì cả. Đây mình đang đo nhân C nhân E này. Thì nó lên CE này. Đảo que đo lại thì nó không lên, vậy là IGBT vẫn còn hoạt động được nhé. Và mình sẽ lắp con IGBT này vào mạch thử xem là nó có hoạt động hay không nhé. Và mình đã lắp xong cái con IGBT vào mạch rồi này. Thì cái con IGBT này nhân nó hơi bị ngắn nên là mình phải dùng hết sức bình sinh để mình đẩy được cái con IGBT này nó lồi chân ra để mình hàn được. Thì mình đắp thân thiết rất là nhiều này để cho nó dính được cái chân chân E của IGBT vào đó. Thì mình sẽ lắp mạnh vào bếp để xem nó có hoạt động hay không nhá. Và mình đã lắp xong mạnh vào bếp rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cắm test thử là xem nó chạy hay không. Thì mình vẫn sẽ cắm nối tiếp nó qua bóng đèn sợi nốt này. Đây, mình cắm vào cái ổ này là nối tiếp qua bóng sợi nốt nhá. Đó, và nó đã lên nguồn rồi này. Rồi này. Thì mình sẽ bấm bật lên này. Đó, và quạt nó đã chạy rồi nhá. Và nó phát sung kêu tít tít rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc là đặt nồi lên là nó sẽ cắn đèn một cái và nó sẽ tắt, thì là bếp hoạt động bình thường này. Đấy, mình bóng đấy nó lóe lên một cái và bếp tắt thì là mạnh hoạt động bình thường nhá. Bếp nó về chế độ chờ này, mình bật lại này, nó sẽ cắn một cái đấy, vậy là hoạt động bình thường nhá. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua ấy. Bây giờ thì mình sẽ cắm thật nha. Đấy, mình cắm vào điện lưới này. Thì mình đặt lên này. Bật lên nhá. Đó, mình để về 1000W này. Tăng giảm bình thường này. Đấy, để chế độ này. Nóng lẩu này. Vẫn bình thường nhá. Đó. Ok các bạn, và mình đã cắm chạy thử rồi này. Và mình đang để công suất là 1000W này. Và bắt đầu nước nó đã sắp sôi rồi này. Đấy, nó đang bốc khói và sắp sôi rồi nhá. Thì mình sẽ chờ nó sôi và mình sẽ kiểm tra xem IGBT nó có bị nóng hay không. Vừa hôm nay mình quay video và nó bị tắt tiếng nên là bây giờ mình quay lại. Thì cái mạch này nó còn bị lỗi thêm là cái con tụ lọc nguồn ở cái vỉ bàn phím này nó bị nứt. Thì mình đã thay rồi. Đấy, thì cái con nó không có 5V ra nuôi IC nên là nó mới bị thế.
Đây, và nước của chúng ta nó đã bắt đầu bốc hơi khá nhiều rồi này. Và nước nó cũng sắp sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ rút điện ra và mình thử xem IGBT nó có bị nóng hay không nhá. Đấy, mình nghĩ là IGBT nó cũng sẽ nóng nhiều đấy. Đây. IGBT nóng các bạn ạ. Cũng khá nóng đấy. Đấy, mình nghĩ là chạy khoảng độ 2000W thì cái này nó cũng rất nóng luôn. Mình nghĩ là cái con 20 rồi 120 này không đủ các bạn ạ. Nhưng mà mạch nó cũng đã chạy rồi nhá. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể sửa được một cái bếp từ Media chiếc công suất nhá. Và mình có thể tận dụng được cái bếp này, giá tổng thiệt hại mình sửa mất 40.000 thôi là mình được cái bếp này rồi. Đó. Ok, nếu mà các bạn thấy hay thì có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Bye bye.